nhạc vang lên đủ mọi thể loại trên khắp khu phố, từ nhạc thiếu nhi, tiên chiến, bolero cho tới nhạc trẻ. Khoảng cách giữa các loa có khi chỉ vài mét, khiến không khí càng trở nên ồn ào. Âm thanh càng lớn, càng dễ thu hút sự chú ý, nên nhiều người không ngần ngại tăng tối đa công suất của loa, thậm chí có hẳn dàn loa lớn được gộp từ 4 đến 8 đoạn loa để giọng hát vang xa cả khu phố. Điều này khiến những khán giả dễ tính nhất cũng khó lòng đứng lại quá lâu để thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Cái việc mà xuất hiện loa kéo dài nhiều thì đúng là có gây ảnh hưởng đến mọi người và làm cho mình nhiều lúc mình cũng bảo là mình không muốn lên lắm. Vì nó quá to ấy, nó không thể nó lấn quá diện tích tất cả ngồi xung quanh. Người không thích nghe thì sẽ cảm thấy rất khó chịu. We have some areas or some streets that are... Ở đất nước của tôi có một số khu phố để vui chơi, nhưng luôn đông đúc xe cộ qua lại. Tôi thật sự yêu thích không gian ở phố đi bộ Việt Nam. Tuy nhiên ở đây có nhiều âm thanh được phát ra cùng một lúc. Điều đó khiến những du khách mất tập trung vào một màn trình diễn nào đó. Đó cũng có thể là lý do mà nhiều du khách lựa chọn di chuyển bằng xe ô tô để ngắm cảnh thay vì đến những nơi quá ồn ào. Niềm vui của người này nhưng là nỗi ám ảnh của người khác. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực phố đi bộ Hoàn Kiếm cảm thấy mệt mỏi khi liên tục bị tra tấn bởi những âm thanh ồn ào được phát ra từ những chiếc loa công suất lớn. Tôi biết rồi, loa đài nó nhiều như thế rồi nhưng mà không làm thế nào được. Mọi người cũng đều thấy bức xúc, cũng chán ăn thôi. Lúc thì bên này, lúc thì đây, lúc thì đằng chỗ chẳng tiền. Mình nghĩ là sẽ có những nơi giới tính này giới tính hẳn, chứ không phải nơi nào ổn. Và như những chỗ này thì từ đứng đây mới nghe được tiếng bên kia. Mình nghĩ là những cái nơi mà có loa, tức là biểu diễn thì mình không nói nhá, nhưng loa kéo các thứ thì nên được sự cho phép của người quản lý ở đây. Và về mức độ nào đấy thì mọi người đều ok. Ngày 27 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quy chế quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ khu vực Hồ Gươm và khu vực phụ cận. Một trong những nội dung đáng chú ý là người dân không được tự ý sử dụng các thiết bị phát ra âm thanh công suất lớn như loa, đài. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau, nạn ô nhiễm tiếng ồn tại phố đi bộ đang dần tái diễn, làm ảnh hưởng xấu tới không gian văn hóa cộng đồng, văn minh của thủ đô.